Đốt nén tâm hương trước Phật, đại ngũ phần dân trọn đức Như Lai. Cầu xin nhân loại lên bờ giác hạnh phúc bình an khắp muôn loài. Đốt nén tâm hương cúng Phật Đà lòng thành gửi tận chốn bao la. Cầu xin Tam Bảo thường gia hộ đạo Pháp hoằng thông đến mọi nhà. Đốt nén tâm hương ở Ta Bà nhớ lời di huấn Đức Thích Ca. Cầu xin Bồ Tát tùng đĩa xuất thầm giúp cho người tụng Pháp Hoa. Nam Mô Hương cúng dường Bồ Tát, Nam Mô Hương cúng dường Bồ Tát, Nam Mô Hương cúng dường Bồ Tát Ma. Tâm thế tôn mãi trần không bận, thân của Ngài vô tận phước lành, từ bi cứu khổ độ sanh. Đảnh lễ chia thành quy y, Nam Mô Quy Y Thầm Phương Tần Hư Không Giới Nhất Thiên Chư Phật. Nam Mô Quy Y Không Giới Nhất Thiên Tôn Pháp. Nam Mô Quy Y Thầm Phương Tần Hư Không Giới Nhất Thiết Hiền Thánh Tăng. Nam Mô Tối Thượng Tường Pháp Liên Hoa Kinh. Nam Mô Cửu Viện Thật Thành Đại Ân Giáo Chủ Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Pháp Hoa Kinh Thị Hiện Đa Bảo Như Lai. Nam Mô Quán Âm Vương Phật. Nam Mô Nhật Nguyệt Đăng Minh Phật. Nam Mô Nhiên Đăng Phật. Đại Thông Tri Thắng Phật. Nam Mô Không Vương Phật. Nam Mô Văn Tự Tại Đăng Vương Phật. Nam Mô Nhật Nguyệt Phật. Nam Mô Văn Lôi Âm Vương Phật. Nam Mô Văn Lôi Âm Tú Vương Hoa Trí Phật. Nam Mô Thập Phương Tần Hư Không Biến Nhân Thiên Chư Phật. Nam Mô A Xúc Phật. Nam Mô Tu Di Đảnh Phật. Nam Mô Thiện Đức. Nam Mô Tịnh Hoa Tu Vương Trí Phật. Nam Mô Bảo Hoài Đức Thượng Vương Phật. Nam Mô Đông Phương Tần Hư Không Chư Phật. Nam Mô Sư Tử Âm Phật. Nam Mô Sư Tử Tướng Phật. Nam Mô Đông Nam Phương Tần Nhất Thiết Chư Phật. Nam Mô Hư Không Trụ Phật. Nam Mô Thường Diệt Phật. Nam Mô Nam Phương Tần Nhất Thiết Chư Phật. Nam Mô Đế Tướng Phật. Nam Mô Phạm Tướng Phật. Nam Mô Tây Nam Phương Tần
Nhất thiết chư Phật ngài Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Độ Nhất Thiên Thế Gian Khổ Não Phật. Nam Mô Tây Phương Tần Thiên Chư Phật. Nam Mô Tu Di Tướng Phật. Nam Mô Đa Ma La Bà Chiên Đàn Hướng Thần Không Phật. Nam Mô Tây Bắc Phương Tần Nhất Thiết Chư Phật. Nam Mô Văn Từ Tại Phật. Nam Mô Văn Từ Tại Vương Phật. Nam Mô Bắc Phương Tần Thiết Chư Phật. Nam Mô Hoài Nhân Thiên Thế Gian Bồ Quý Phật. Nam Mô Đông Bắc Phương Tần Nhất Thiết Chư Phật. Nam Mô Tịnh Thân Phật. Nam Mô Hoa Quang Phật. Nam Mô Hoa Túc An Hành Quang Minh Phật. Nam Mô Danh Tướng Phật. Nam Mô Diêm Phù Na Đề Kim Quang Phật. Nam Mô Đa Ma La Bàn Nam Mô Pháp Minh Phật. Nam Mô Phổ Minh Phật. Nam Mô Sơ Ngải Huệ Từ Tại Thông Vương Phật. Nam Mô Đạo Thất Bảo Nam Mô Bảo Tướng Phật. Nam Mô Thiên Vương Phật. Nam Mô Nhất Thiết Chúng Sanh Hỷ Kiên Phật. Nam Mô Cụ Túc Thiên Vạn Quang Tướng Phật. Nam Mô Ta La Thọ Vương Phật. Nam Mô Thầm Phương Tần Hư Không Biện Pháp Giới Vị Lai Nhất Thiết Chư Phật. Nam Mô Văn Tù Tại Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đức Đại Thế Bồ Tát. Nam Mô Thượng Tinh Tấn Bồ Tát. Nam Mô Bất Ngưu Tức Nam Mô Bảo Trưởng Bồ Tát. Nam Mô Dược Phương Bồ Tát. Nam Mô Dược Thượng Bồ Tát. Nam Mô Dụng Thí Bồ Tát. Nam Mô Bảo Nguyện Bồ Tát. Nam Mô Nguyệt Quang Bồ Tát. Nam Mô Mãn Nguyệt Bồ Tát. Nam Mô Đại Lực Bồ Tát. Nam Mô Vô Lượng Lực Bồ Tát. Nam Mô Việt Tam Giới Bồ Tát. Nam Mô Bát Đà Bà La Bồ Tát. Nam Mô Di Lặc Bồ Tát. Nam Mô Bảo Tích Bồ Tát. Đạo Sư Bồ Tát. Nam Mô Diệu Quang Bồ Tát. Nam Mô Đức Tạng Bồ Tát. Nam Mô Kiên Mạng Bồ Tát. Nam Mô Đại Nhầm Nam Mô Tri Tức Bồ Tát. Nam Mô Thường Bất Kinh Bồ Tát. Nam Mô Tú Vương Hoa Bồ Tát. Nam Mô Nhất Thiết Hỷ Kiên Bồ Tát. Nam Mô Diệu Âm
Bồ Tát, Nam Mô Đức Bồ Tát, Nam Mô Thường Hạnh Ý Bồ Tát, Nam Mô Trang Nghiêm Vương Bồ Tát, Nam Mô Đất Cần Tinh Tấn Lực Bồ Tát, Nam Mô Vô Tận Ý Bồ Tát, Nam Mô Trì Địa Bồ Tát, Nam Mô Đà La Ni Tự Tại Vương Bồ Tát, Nam Mô Quang Chiếu Trang Nghiêm Tương Bồ Tát, Nam Mô Phổ Hiền Nam Mô Lai Thanh Pháp Hoa Kinh Nhì Vạn Bát Vàng Bát Thập Vạn Ức Na Do Tha Bồ Tát Ma Tại Nam Mô Thường Hành Bồ Tát Nam Mô Vô Biên Hạnh Bồ Tát Nam Mô Thịnh Hạnh Bồ Tát Nam Mô An Lập Hạnh Bồ Tát Nam Mô Tùng Địa Phan Hằng Hà Sa Bồ Tát Ma Tát Nam Mô Pháp Hoa Hội Thượng Nhất Thiết Thánh Hiền Bồ Tát Nam Mô A Nan Tôn Giả Tỳ Kheo Đại Thánh Tăng Nam Mô Phật Di Mẫu Dự Luật Thiên Tỳ Kheo Ni Chung Nam Mô Pháp Hoa Kinh Hoằng Thông Liệt Vị Tổ Sư Đại Phạm Thiên Vương Nam Mô Đế Thích Thiên Vương Nam Mô Tỳ Sa Môn Thiên Vương Nam Mô Trì Quốc Nam Mô Pháp Hoa Kinh Thủ Hộ Nhất Thiết Thiện Chí tâm sám hối con xưa đã tạo ác nghiệp điều bởi vô thị tham sân si từ thân miệng ý mà sanh ra tất cả sám hối nam mô cầu sám hối bồ tát nam mô cầu sám hối bồ tát nam mô cầu sám hối bồ tát ma tát trước Phật đại con xin phát nguyện cõi ta bà thi hiền độ sanh thọ trì đọc tụng chân kinh quyết lòng chúng sanh muôn đời nam mô pháp hoa hội thượng phật bồ tát nam mô pháp hoa hội thượng phật bồ tát nam mô pháp hoa hội thượng phật bồ Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Tựa Thứ Nhất Tôi nghe như vậy một thuở nọ Đức Phật ở núi Kỳ Xà Quật Phương xa cùng chúng tỳ kheo một muôn hai ngàn gồm cả La Hán
tam hiền còn đang tu học tám vạn Bồ Tát. Pháp luận bất thối tâm từ trải khắp trong ca cõi nước được Phật khen ngợi vì họ đã từng cứu độ vô số chúng sanh thoát khỏi. Chư thiên hơn 70.000 từ trời tư thiên cho đến hữu đảnh cũng đều có mặt. Tám vị Long Vương, bốn Càn Thất Bà, bốn A Tu La, bốn Ca Lầu La cùng nhiều quyến thuộc tham dự pháp hội. Vua Ha Xà Thế cùng với quần thần, những người hộ đạo quý trọng chánh pháp, thành kính đảnh lễ Đức Phật. Cũng vì các người phát tâm đại thừa mà nói kinh vô lượng nghĩa, dạy cho Bồ Tát những pháp bi yêu của các Như Lai. Nói kinh này xong, vô lượng nghĩa sứ tam muội thân tâm bất động. Khi đó trời mưa hoa mạn đà la ma mạn đà la mạn thù sa ma mạn thù sa, và cả chúng hội đất đều rung động. Bấy giờ từ tướng bạch hào của Đức Thế Tôn phóng ra ánh sáng chiếu khắp phương đông một muôn tám ngàn. Chúng hội được thấy lục đạo tứ sanh từ ngục A Tỳ cho đến cõi trời hữu đảnh sanh tử luân hồi khổ não vô lượng. Ra đời thuyên pháp giáo hóa độ chúng nhị thừa và hàng nhân thiên. Cũng thấy các vị Bồ Tát tùy thuận chúng sanh hiện các loại hình cứu khổ ban vui. Trụ bậc bất thối lại thấy sao Phật niết bàn, phân chia xa lợi xây dựng tháp báo để trời người thờ. Bấy giờ Di Lặc Bà hàng ngạc nhiên trước việc lạ lùng từ xưa chưa thấy, cho nên mới hỏi Pháp Phương Tử Văn Thù Sư Lợi vì duyên cơ gì mà có điểm này. Bảo đại chúng rằng vô số kiếp trước có Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh Như Lai, mọi người cung kính vì Ngài biết rõ thật tương các pháp giải được mọi việc. Vượt khó khăn làm thầy trời người là bậc tôn quý, đã vì thanh văn nói pháp tư đế, vì hàng tri thức nói pháp nhân duyên, vì hàng Bồ Tát nói pháp lục độ. Chồng tri kê đó đến nay muôn Phật đồng hiệu Nhật Nguyệt Đăng Minh tiếp tục ra đời. Đức Phật sau cùng lúc chưa xuất gia có tám vương tự lãnh trị bốn phương. Nhưng khi nghe vua thành Phật, họ liền bỏ ngôi theo Phật. Nghe pháp Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh cũng nói vô lượng nghĩa rồi nhập vô lượng. Thánh Tôn sau khi xả định Ngài nói pháp qua khai thị nhất thừa trải sau 10 kiếp. Những người nghe pháp không thấy mệt mỏi như khoảng bữa ăn. Nói kinh này cho Ngài Đức Tạng rồi nhập Niết Bàn. Diệu Quang Pháp Sư trì kinh pháp qua trại 80 kiếp giao hóa đại chúng. Trụ bậc bất thôi tám vương tử kia đầy đủ đạo hạnh của
nên điều thành Phật người thành sao cùng hiểu là nhiên đấng thầy của trời người và cũng là người thọ ký cho Đức Thích Ca trong 800 người. Ưa xây chùa tháp thường đến nhà giàu nên bị đại chúng gọi là cầu danh, dầu bị xem thường ngài vẫn tiếp tục vun trồng cội lành. Nay đủ từ tâm thường ở chánh định nên được Thích Tôn thọ ký kế đây thành Phật. Quá khứ ta thấy điểm này cùng với trước kia đồng nhau không khác, cho nên nghĩ rằng diệu pháp liên hoa dạy cho Bồ Tát những điều bi yêu của các Như Lai. Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Pháp Hoa Hội Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Pháp Sư Thứ Mười. Bây giờ Phật Bảo Dược Vương Bồ Tát tất cả đại chúng tỳ kheo ưu bà di thiện lòng bác bộ, người cầu thanh văn, người cầu Bồ Tát thay cầu Phật đạo, mà ở trước Phật nghe kinh Pháp qua một câu một kệ. Ta điều thọ ký vô thượng Bồ Đề, sau khi Như Lai diệt độ, nếu có người nào thọ trì đọc tụng giảng nói biên chép diệu pháp liên hoa, phải biết người này đã thành vì thương nhân gian mà sanh lại đời. Nếu ai chê họ tội còn nặng hơn chửi mắng chư Phật, còn ai khen ngợi thì được công đức vô lượng vô biên. Sao Phật diệt độ nếu ai thọ trì thì được chư Phật hộ niệm, có đức tình lớn chí niệm bền vững và được gần Phật, được Phật thọ ký nếu ở chỗ nào. Nên dựng tham báo để mà cúng dường, không cần xa lợi vì trong tháp ấy có kinh Pháp Hoa là toàn thân Phật. Nếu Bồ Tát mà chưa thọ trì được, họ còn cách xa vô thượng chánh đẳng chánh gia quý, như đào duyên ở trên cao nguyên mà thấy đất khô thì biết cách nước còn xa. Đất ước đất bùn thì biết sắp được đến nước tu đạo. Bồ Tát cũng lại như thế, nếu nghe được kinh Diệu Pháp Liên Hoa thì biết họ đã gần đến vô thượng chánh giác. Nếu chư Bồ Tát mà nghe hiểu được là mới phát tâm thành văn, nghe kinh mà sanh sợ sệt là tăng thượng mạng. Sau khi Như Lai diệt độ, nếu có người nào muốn giảng kinh này phải vào nhà Phật và lên Pháp Tòa rồi mới vì chúng mà nói Pháp. Qua tòa của Như Lai là thi bát nhã, ao của Như Lai là hạnh nhu hòa, quyết lòng độ chúng không vì việc khác. Nếu làm như thế ta bảo trời người cùng với phi nhân ra mắt Pháp Sư, nghe Pháp cúng dường nếu người đến hại. Bác Bộ Thiện Thần che chở Pháp Sư, nếu trụ chánh định thì thấy thân ta, nghe ta thuyết Pháp tăng trưởng Phật huệ. Ai gần người này tâm cũng được an,
Vô số chư Phật mau đến vô thượng Bồ Đề. Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Bồ Tát kinh diệu pháp liên hoa phẩm tùng địa dụng sức thứ 15. Bấy giờ Bồ Tát từ các phương kha chấp tay xin Phật cho phép các ngài đọc tụng biên chép giảng nói pháp hoa sao Phật diệt độ. Chúng sanh đứng phận từ chối lời thỉnh cầu này, vì ở ta bà đã có vô lượng Bồ Tát cùng cả quyến thuộc đều có khả năng để làm việc ấy. Sau khi Như Lai diệt độ Phật vừa dứt lời, sao cách vô số Bồ Tát bỗng nhiên xuất hiện. Các Bồ Tát này thân màu hoàng kim, đủ các tướng tốt đạo hạnh viên mãn. Đến trước tháp bao đảnh lễ hai đức Như Lai các Phật sự này, mà cả chúng hội tưởng như nửa ngày. Vì nhờ thần lực của hai Thế Tôn, bấy giờ Di Lặc và hơn 8.000 hằng xa Bồ Tát trong pháp hội này rất đổi ngạc nhiên. Đầy đủ đạo hạnh nên mới bạch Phật cầu xin quyết nghi. Đức Phật liền bảo các Bồ Tát này là đệ tử ta do ta giáo hóa. Sau khi thành đạo dưới cõi Bồ Đề, ưa hạnh viễn ly không nương trời, người thường ở chánh định, cho nên các ông không thể thấy biết đạo hạnh của họ. Di Lặc Bồ Tát lại bạch Phật rằng: Sương hiện họ là những người đã trồng căn lành ở vô lượng Phật mới được thần thông như thế, mà Đức Thế Tôn mới thành vô thượng Bồ Đề hơn 40 năm. Được chúng như vậy con đã tin Phật không hề hư vọng. Những cuối sinh ngài vì sơ phát tâm và chúng đời sao giải nói việc này cho họ hết nghi khỏi đọa ác đạo. Nam mô Pháp Hoa Hội Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Kinh diệu pháp liên hoa phẩm Như Lai thọ lượng thứ 16. Bây giờ Phật bảo đại chúng Bồ Tát, lời nói chân thật của Đức Như Lai các ông phải tin. Lời nói chân thật của Đức Như Lai đến lần thứ 3, Bồ Tát Di Lặc đại diện chúng hội đã tin lời Phật. Chúng con đã tin lời Phật. Bấy giờ Như Lai thấy chư Bồ Tát đã 3 lần thỉnh mới bảo đại chúng các ông lắng nghe bí mật thần thông của Đức Như Lai. Tất cả đơn phần xuân thân họ thích đến cõi Bồ Đề gần thành già gia mà thành chánh giác. Nhưng thiệt từ ta thành Phật đến nay trải qua vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếp thường ở sanh thân trong nhiều quốc độ thiết pháp giáo hóa vô số chúng sanh. Thọ mạng sai khác tùy theo loại hình mà khai phương tiện chỉ bày. Nếu thấy chúng sanh ưa pháp tiểu thừa đức mỏng tội nặng không thể thấy xa, ta phải thì hiện thân hình giống nó bỏ tục xuất gia thành đạo. Niết bàn để nó nhận được mạng người ngăn ngũi vạn vật vô thường. Sanh tâm nhàm chán tâm nhập Phật đào bời Đức Như Lai thấy rõ thật tướng của mọi chúng sanh.
Nhân vì vô minh vòng kiến ngăn che nên sanh các tánh ham muôn khác nhau tạo tội sai biệt, nên Đức Như Lai phải dùng các pháp đối trị như thế mới sanh căn lành nhân thiệt. Trải qua vô lượng vô biên tăng kỳ kiếp, nhờ kinh pháp qua cảm thành thọ mạng thâm nhập pháp thân vĩnh hằng bất tử, nhưng dùng phương tiện nói sẽ diệt độ vì nếu Như Lai. Thời người đức mỏng không trầm cõi lành, ham ưa ngũ dục sanh tâm lười biếng, vì họ nghĩ rằng Đức Phật toàn năng luôn che chở họ không cần khổ công. Ví như có một ông thầy thuốc giỏi chữa được nhiều bệnh, lại có nhiều con khi có việc xa phải đi lâu ngày, các con ở nhà làm mất bản tâm xa thấy cha về, quỳ lại cầu xin thương xót cứu hộ. Nhìn thấy bệnh trạng ông biết cách chữa, nhưng khi đưa thuốc thì không chịu uống. Muốn được khỏi bệnh nhân sợ thuốc đắng, nên mời bảo chúng ta nay có việc lại phải đi xa, nếu con uống thuốc thì khỏi bệnh hoạn. Nói xong ông liền bỏ đi, cho người về báo ông đã từ trần. Các con nghe tin rất đổi kinh hoàng, bèn lấy thuốc cũ đem ra sử dụng, liền được khỏe mạnh. Bây giờ người cha hiện thân trở lại mà bảo các con cha thật thường còn không bao giờ chết. Như vậy thường trụ ta bà, nhưng dùng phương tiện nói sẽ diệt độ, để cho mọi người không còn nghĩ lại có ta mà không chịu tu rồi đọa ác đạo. Nam mô Pháp Hoa Hội Thường Phật Bồ Tát. Nam mô Pháp Hoa Hội Thường Phật Bồ Tát. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm phân biệt công đức thứ 17. Bây giờ Đức Phật lại bảo Di Lặc Bồ Tát, khi Ngài diễn nói thọ mạng thì có vô số Bồ Tát không thể tin đêm chứng được vô sanh pháp nhẫn hoặc văn trì đà la ni nhạo thiết biển tài diễn được pháp luân bất thối và phát đại tâm. Đức Phật vừa mới dứt lời thì trời mưa hoa cùng bột chiến đàn và các thiện y bảo ngọc như ý trân châu ma ni để cúng dường Phật và hàng thư chúng. Đức Phật lại bảo chúng sanh nào nghe thọ mạng dài lâu của Đức Như Lai mà sanh một niệm tin giải, sẽ được công đức vô lượng vô biên nhiều hơn công đức của người Bồ Thí Trì Giới. Nà do tha kiếp nếu hiểu ý nghĩa thọ lượng Như Lai thì có thể được phát sanh Phật huệ nhất thiết chủng, thì lại có thể thay tất cả Như Lai ở kỳ xà quật. Chúng đại Bồ Tát và thấy thế giới thật báo của Lô Sa Na, nếu thấy như thế thì không cần xây chùa tháp cúng dường, mà chính người ấy đã đến đảo tràng. Ông bảo trời người phải nên cúng dường như cúng chư Phật. Nam mô Pháp Hoa Hội Thường Phật Bồ Tát. Nam mô Pháp Hoa Hội Thường Phật Bồ Tát. Hồi Thường Phật Bồ Tát. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Phổ Môn thứ 25. Bây giờ Ngài Vô Tận Y quỳ gối chấp tay bạch với Phật rằng, vì nhân duyên gì mà người thế gian gọi Bồ Tát này? Quan Thế Âm Tôn
mở lòng chỉ giáo Đức Phật liền bảo này vô tận ý, nên nghe cho kỹ công đức Quan Âm. Nếu có chúng sanh chịu nhiều đau khổ muốn cầu ra khỏi, thì niệm Quan Âm nhờ sức bi tâm. Nếu gặp la sát quỳ giữ hại người, hoặc gặp nạn trời nước trôi lửa cháy, quan lại hành hình trói buộc không cùng, cùng là giặc cướp giữ tâm sang suốt chánh niệm Quan Âm mà được khỏi nạn. Nếu người sân hận cùng với si mê, bị mọi người chê là kẻ tham dục, nhờ đức trong sạch Bồ Tát Quan Âm mới vừa phát tâm liền được thanh tịnh. Trí huệ lại sanh thấu rõ ngọn ngành, không còn sân hận. Nếu muốn hậu vẫn còn được lâu dài, cầu sanh con trai để mà nối dõi, chỉ thành đảnh lễ Bồ Tát Quan Âm. Nam tử đức tài đầy đủ đáng bậc anh hùng, nếu phận ma hồng muốn cầu con gái, chỉ thành lễ bái Bồ Tát Quan Âm thì cũng được sanh hằng Nga tiên nữ sắc tài đầy đủ. Vì thế các ông phải nên cung kinh tịnh thánh Quan Âm, dù chỉ nhất tâm cũng được vô biên công đức, bằng người tích cực suốt cả cuộc đời quyết chí tôn thờ. Hàng xa Bồ Tát để cầu phước lạc trên các cõi trời, Phật vừa dứt lời Ngài vô tận y, lại nghĩ thêm rằng Bồ Tát từ hàng vào trong thế gian bằng phương tiện nào. Tu hành Quan Âm vượt mọi khó khăn mà lên bờ giác, Đức Phật đã biết việc của Quan Âm, người ở thế gian không thể hiểu được, nên Ngài mới lược dạy vô tận ý của Đức Quan Âm. Nếu dùng ngữ ngôn làm sao nói được, con người siêu việt xuất hiện trên đời, làm việc tùy thời tùy tâm niệm chung, thị hiện tương ứng để cứu hộ người ở trong biển khổ quá độ tùy duyên. Nếu gặp chúng sanh là bậc đại nhân, Ngài hiện Phật thân thuyết pháp lợi sanh dược thơm, tất cả từ bi hỷ xả. Lánh xa những nơi ồn náo vào ẩn rừng sâu, để cầu Phật trí Ngài hành pháp thi khai thị cho người, bằng trí tuyệt vời trên đời ít có, do đó được danh. Nếu người chấm Phật lại thích từ trường, đi khắp mười phương tìm thầy học đạo, không hết phiền não nghiệp chướng lại tăng, Ngài hiện thanh văn tu tư thanh đế, làm họ kính nể theo học đạo thiền. Bờ giang nếu cầu phước lạc trên cõi thiên đàng, thì Ngài sẵn sàng làm trời để thích. Nếu sợ kẻ địch giết hại mạng người, Ngài làm tướng trời tay cầm bảo sử diệt giữ trừ tà. Nếu vào ta bà chẳng ly trên cõi thế gian, có lúc làm tăng ai làm phạm, chỉ túc trí đã mưu giúp việc tối ưu được phong thể tương. Mặc dù sung sướng Bồ Tát chẳng màng rũ áo tự quan, tìm đường họ khá ngày tiểu dương giữ vững biển cương, nhân dân an lạc nói đạo giải thoát, dạy chúng tu thiền đất nước bình yên, thì Ngài thái vị đủ 32 thân hình biên qua, cứu độ tất cả người niệm danh Ngài. Từ xưa đến nay không bao giờ dứt, ta nay thành tật khuyên bảo mọi người, Quan Âm ở trong nội tâm đừng nên sao lãng. Khi có gặp nạn thì niệm danh Ngài, tất cả họa tai theo đây tan mất. Mười phương chư Phật cũng nói như thế, bây giờ Ngài vô tận ý
cúng dường đức quan từ tại chuỗi ngọc như ý lợi ích trời. Người Quan Âm mỉm cười mà không chịu nhận Phật giải tường tận về pháp cúng dường, rồi bảo từ hàng thượng so chúng tăng và vô tận ý nhận ngục. Phật vừa dứt lời mọi người quan hỷ, thành tựu pháp thi của đức Quan Âm. Ngài dùng bi tâm phân hai chuỗi ngọc, một cúng cho Phật ở cõi phương xa. Như vậy đã đủ tịnh huế hai phần, đại chúng ân cần đầu thành đảnh lễ cúng dường. Như thế công đức không lường, bây giờ ở trong hội trường có Ngài trì địa và sửa cầu đường được Phật ngợi khen. Công phu đệ nhất nghe pháp chân thật, lòng rất vui mừng cùng với tám muôn bốn ngàn chúng sanh đồng phát đại tâm cầu thành Phật đạo. Nam mô Pháp Hoa Hội Tượng Phật. Nam mô Pháp Hoa Hội Thường Phật. Bồ Tát Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Phổ Hiền Bồ Tát khuyên pháp thứ 28. Bấy giờ Phổ Hiền Bồ Tát dùng sức thần thông tự tại, Bát Bộ Thiên Long vượt qua các cõi đến Kỳ Xà Quật ra Mất Thích Tôn mà bạch Phật rằng: sao Phật diệt độ phải làm thế nào để có kinh này? Xin Đức Như Lai. Đức Phật liền bảo: nếu ở đời sau muốn có kinh này, tất cả quý thầy phải đủ bốn pháp, quyết lòng tu tập theo kinh pháp qua, phải biết nhìn xa như các đức Phật thầy đúng sự thật, quyết trồng căn lành ở tâm niệm chung, bảo vệ sự sống cho mọi hàm linh, và phải chuyên tinh tu tập thiền quán tâm được bừng sáng, thì có pháp qua bốn biển là nhà thân trùm. Như thế Tấn Phật hiện tiền tư chúng bình yên, mà lên bờ giác Phổ Hiền thâu đạt tôn ý Như Lai. Nhìn khắp trong ngoài rồi mới phát nguyện: nếu người tu thiện trì tụng pháp quan, con giữ chúng lại dùng sức thần thông làm ma phát tâm hộ trì diệu pháp. Nếu người chất phát có tánh ôn hòa, học kinh pháp qua mà không hiểu nghĩa nên ngồi, con sẽ ân cần hiện hình dạy bảo làm cho thấu đáo tôn chỉ của kinh quan xa chúng sinh như là quyến thuộc. Nếu kẻ hà liệt muốn trì kinh này mà không có thầy, trước Tam Bảo phát nguyện trì kinh nhờ Phật Quang Minh và Phổ Hiền lực tu rất tích cực, trong suốt ba tuần được thấy Phổ Hiền vô số hành xa chư thiên tán qua cùng trỗi kỷ nhạc, tâm hồn thanh thoát vượt khỏi thế gian đến cõi thiên đàng. Quế độ sanh vào tịnh thổ của Phật mười phương, tất cả trí nhân cần nên suy nghĩ những gì đáng quý trên cõi thế gian, rồi nên tích cực đúng pháp tu hành. Nhờ sức Phổ Hiền mà lên bờ giác, bấy giờ Đức Phật khen ngợi Phổ Hiền là bậc đại thiên hộ trì, giữ được kinh này thật là hy hữu. Như vậy đã đủ mười hạnh Phổ Hiền, đại chúng tinh chuyên thành tâm tu học. Người nào làm được những việc như trên thì thấy Thích Tôn cùng ngàn ở Linh Thứ Sơn cùng khắp mười phương, không bao giờ dứt mặt. Dầu Phật diệt trên cõi thế gian, Bồ Tát đang tràn thai Ngài giao hóa độ khắp tất cả dưới mọi dạng hình, quyết tu giải thoát độ khắp trời. Người không thích việc đời có mang chỗ nghỉ, và cũng không bị tam độc làm phiền tâm, họ là thiền thân làm giống Phật giảng pháp chân thật, khai thị dính thừa được Phật xóa đầu
Ngoài đạo kẻ ác muốn hại người này tự chuốc quả tai đời đời không dứt. Người khen pháp thật công đức không lường. Đại chúng phải nhớ theo đó tu hành, yêu đủ lòng thành thì được thấy Phật thế giới chân thật. Thường trụ pháp thân đại chúng ân cần thành tâm tinh thọ. Trăm ngàn muôn ức những người tri thức đủ đạo phổ hiền hộ pháp long thiên đều được tam muội. Tất cả chúng hội đều rất vui mừng cùng với phổ hiền đầu thành đảnh lễ Nam Mô Pháp Hoa Hồi Thường Phật. Hồi Thường Phật Bồ Tát Nam Mô Pháp Hoa Hồi Thường Phật Bồ Tát. Một lòng niệm Phật Di Đà Tây Phương Cực Lạc, công danh phú quý không màng, liên trì hai hội tìm đàn quy y, từ rài quyết bỏ sân si. Phật đạo còn gì vui hơn, quyết lòng tìm đến linh sơn, cầu xin chư Phật hiện thân độ đời. Vì tiêu tiệt thời thần quang đạn tí rạng ngời, thiền tông huệ năng thừa tự, giang hoàng điều ngữ lai tầm phù vân. Con nay hạnh ngộ thiền nhân, huệ đăng thanh kế hiện thân Phật đàm. Pháp Hoa thiền giáo thiệt là chân tông, tu hành cần phải dụng công. Lục căn thanh tịnh lục thông hiến bài, ta các ngài Pháp Hoa kinh Phật tuyên bài muôn phương. Quan Âm thế chi dẫn đường, văn thù khai thị dược vương cứu đời. Tuyệt vời phổ hiền mời hạnh ra ngời tâm tông, quyết lòng độ tận chúng sanh. Tam đồ bát nạn trở thành lạc ba, cầu xin Bồ Tát phụ chánh khai đàn Pháp Hoa, cầu xin đại tướng vượt xa. Đừng cho tà giao ác ma đến gần, cầu xin bà con quyên thuộc xa gần tính theo. Cầu xin Thích Tử Tỳ Kheo nữ tâm trong sạch tu theo Phật đàm. Mọi nhà ăn chay niệm Phật lên tòa Như Lai. Cầu xin quá khứ vị lai, ba đời chư Phật hiện ngay thân vàng. Quyết lòng tu niệm chẳng màng lợi danh, cầu cho những cuộc chiến tranh bỏ ngại tánh ác niệm danh Di Đà. Tâm tà chưa vào địa ngục nhận ra sai lầm, cầu cho khắp chốn tầm lầm nơi nào cũng có thánh tăng trụ trì. Tỳ biến thành thất bảo liên trì Tây Phương, cầu cho hộ pháp thần dương đủ đầy năm phước cũng dường tam tôn. Như Lai Bồ
Tát nhiều hơn tăng phàm, mà cầu cho khắp chốn già lam. Cầu cho đất nước đồng bào an cư lạc nghiệp, dạp vào tình thương. Cầu cho tất cả mười phương trở thành trần giai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều thành Phật đạo. Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Kính nguyện từ bi vô lượng, phước trí vô biên, hành giải châu viên xa rời trần cấu, không ưa tranh đấu chẳng thích hơn thua, bỏ tánh nô đùa chuyên tâm tu thiền quán, lấy huệ nhật phá trừ hôn ám, mượn đại bi tẩy sạch tham sân, biến nhục thể thành pháp thân, mượn ta bà làm tịnh độ, ra tay cứu khổ phương thiện, độ đời khắp cả muôn nơi, đồng về cõi Phật từ quý ý Phật. Xin nguyện theo đạo cả phát lòng vô thường, tự quy pháp xin nguyện thấu rõ kinh tàng, trí huệ như biển, tự quy tăng xin nguyện đại chúng tất cả không ngày đang đây ba ti đang đa và ta ni đang đa cô sa lê đang đa su đa ri đa ri su đa ram ba ti bồ đa ba si ya ni đa ra ni sam va ta ni sang ga ba ri si te sang ga ni ga tha ni đà ma ba ri si te sam va sa pa ru ta ko sa li ya nu ga te si ma vi ri di te ni ye ma ni ye ma ne ma ma ne tê sam mê sam mi ta vi sang tê muốt tem muốt ta ta mê a vi sam mê sam a sam mê ga ye sa ye a si ne sam tê sa ni đa ra ni a lo cam ba se ni đi ni a bi yang ta ra vi si te út cù lê mút cù lê a sa đê ba ra đê su căng si a sam ma sam mê vi lo ki te đà ma ba ri si te sang ga ni go sa ni ni go sa ni ba yam ba ya so da ni mantra sam ya te ru ta ko sa li ye a sa ye a sa va na tha yam ba ku len
A ma ni ya tha ya m ba le ma ha ba le ut ke mut ke a da pa ti ri che ri cham pa ti chi ni vi chi ni ki chi ni ri chi ri cham pa ti soa ham na te va na te a na de đi soa ham na gan ne gan ne go ri gan đà ri gan đà li ma tăng ghi buộc ca si sang cô lê ru sa li soa ham ni chi mê chi mê ni mê ni mê ni mê ni mê ni mê ru ê ru ê ru ê ru tất cả muôn loài đến nghe kinh quyết lòng bỏ vòng để cầu chân cùng nhau giữ pháp cho còn mãi chẳng phủ lời vàng lợi ích chốn nhân thiên muôn bỏ trần gian nỗi ưu phiền nương theo diệu nghĩa mà tu tập mà khi mãn duyên phàm hoặc về cõi Phật ngự đài sen nghiệp chưa nhiều đời bỗng lắng yên trần duyên thuần nghịch tâm không thiết liễu ngộ pháp qua chứng đạo thiền rộng đến vô biên tương hào quang minh từ trang nghiêm mọi loài trông thấy lòng thanh thản diệu quả bồ đề thể tịch nhiên nam mô hộ pháp chư thiên bồ hộ pháp chư thiên bồ tát nam mô hộ pháp chư thiên bồ tát ma chí tâm đảnh lễ nam mô tối thượng thừa viên giáo diệu pháp liên hoa kinh pháp hoa hồi thượng phật bồ tát chí tâm đảnh lễ nam mô tối thượng thừa viên giáo diệu pháp liên hoa kinh pháp hoa hồi thượng phật bồ tát chí tâm đảnh lễ nam mô tối thượng thừa viên giáo diệu pháp liên hoa kinh pháp hoa hồi thượng phật bồ tát kính mời quý vị đăng ký kênh này để xem các video chọn lọc và đặc sắc nhất. Mời quý vị like, nhấn chuông, chia sẻ và bình luận video này. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Công đức có bao nhiêu, con xin lấy đó hồi hướng về nguyện.
khắp pháp giới các chúng sanh phải đều thể nhập vô sanh nhẫn, nguyện tiêu ba chướng sạch phiền não, người được trí tuệ thật sáng ngời, nguyện các tội chướng thải tiêu trừ, đời đời thực hành Bồ Tát đạo, nguyện sanh tịnh độ cảnh Tây phương, sen vàng chính phẩm là cha mẹ, hoa nở thế Phật ngộ vô sanh, Bồ Tát bất thoái làm bạn lữ. Nguyện đem công đức tu hành này gian rải mười phương khắp tất cả, hết thảy chúng con cùng các loài đồng được lên ngôi vô thượng pháp tự quy Phật. Nguyện cho chúng sanh hiểu thấu đạo lớn, phát tâm vô thượng tự quy pháp. Nguyện cho chúng sanh thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển tự quy tánh. Nguyện cho chúng sanh quản lý đại chúng hết thảy không ngại.